Rồi, ok, xin chào anh em nha. Thì hôm nay tiếp tục mình lại đánh rau đen thôi anh em ạ. À. Đánh mãi nó không 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 được key, mình rất là cây cú anh em ạ. À. Không phải được cái artifact để mình đổi đồ ấy. Cái bạn này đang đang tắt bb anh em ạ, chắc là đang ở bên hay gì? Bên gì ta? Bên hải quân nên phải tắt bb đấy, không hồi đánh đánh tí nữa là chết. Thì ra clip trước thì mình đánh ở server, một cái server là do bên cao quá mình không đủ bơ, không đủ kiểu mình đủ đam rồi, nhưng mà nó lại diss server anh em à, thì thôi không liên thiên nữa, để mình đánh trước cái đã nhé anh em. Server sau thì mình lại nó bị kiểu server đầu tiên á thì mình không hiểu sao mình không đủ đam nữa, còn lần thứ hai mình đánh thì do đông quá mình không đánh được. Ui ui ui, làm ơn đừng lắc, làm ơn đừng lắc, lắc là chết, rất là chết. Mình nâng lên được tầm khoảng nó lắc thì là chịu. Mình nghĩ là mình cầm xui xui mình chém nó đi nha. Bắt đầu rồi nè, lắc quá. Thì mình chơi cái bài này của một fan của mình treo chùm mình, cậu đen cũng treo hồi sáng cũng đã một lần rồi, nhưng mà server kia nó đông quá thì mình lại đánh thành đánh mid nữa nên mình không có quay luôn. Khi nào mà kiểu mình đánh mà ra được cái artifact thì mình sẽ quay clip cho anh em xem nhé. Thì mình đánh thì mình sẽ đổi tập thiên thần nhé anh em, tập người cá như này thì xuống nước nó easy nhưng mà nhảy thì nó rất là kiểu fail. Chắc mình lao và mình chém thường đó thôi, lắc lắm anh em à, mình không biết là có đủ đam hay không nữa, nó lắc lại rất là lắc. Cái bờ nó còn treo nhiều rồi nó lắc lắm. Khi mà con treo nhiều thì nó sẽ xảy ra kiểu hiện tượng lắc trực binh là do treo server quá lâu, mình phải reset nó lại. Có phụ hoàng nữa nè, mà có phụ hoàng, có bạn phụ hoàng nữa, mình nghĩ chắc ổn không. Ai mình giải cứu mình đang bệnh nhé, mình nói ít nè. Ui ui, mình quên bật Haki. Ôi oh shit, chết rồi anh em ạ. Không sao không sao không sao, mình bay ra được, mình bay ra được anh em, bình tĩnh nha. Ui hình như mình bay đúng hướng ta. Ôi đúng rồi đúng rồi đúng rồi, điên quâu. Mình không hiểu tại sao bắt to lại hỏi cái con này là đen vâu nữa. Đây 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 đây, mình chết nếu mà mình nhớ đường luôn mà anh em bình tĩnh, tới liền mình up lên hai được 2.600 máu rồi, không là còn chết nhiều nữa, vậy là đỡ lắm rồi. Mình nghĩ là mình xài cái electron này đi, mình đi lên cái ok rồi chỉ thôi nào điện đó. Nhưng mà mấy lần này con đủ đau rồi. Qua là qua. Cái này dễ làm, bay lên cắm luôn. Bật Kaki rồi lên kiểu chứ. Không giả mình chết rồi. Đồ được nó đâu mạnh lắm nè, mà mình yếu máu nữa, mình đang mắc kiếm không có máu. Đâu rồi, của nó đứng ở chân mình luôn mà mình không biết nữa. What? Né ra cái anh em à, tụt máu. Ui ui, nó lag quá, chết rồi, trời ơi, what the hell. Tốc độ lên,
Anh em bình tĩnh, mình không sao, mình ổn mà. Vô đây người không biết có đổ đam hay không nữa. Tới liền, tới liền, tới liền. Ủa nó ra chưa? Nó ra chưa chưa rồi đúng không? Ôi đừng lắc, đừng lắc, đừng lắc. Ly. Ôi đủ đau nha em, đủ đau nha anh em. Đủ đau nha, đủ nha, đủ nha, đủ nha. Đủ nha. Hên, do ít người đấy anh em à. Ít người nên đủ đau. Này, mấy bạn thấy bạn tóc đỏ này. Kiểu bên của Tấn Tài Gia Minh mình đang hỏi Tấn Tài có chia bạn này lại không nữa. Ôi em không được. Ôi anh sorry nha. Anh đổi tộc trước em ơi. Anh muốn có cánh cơ. Anh đi đổi tộc cái. Cười gì? Cười gì mà cười? Mình sẽ đổi tộc nha nè. Đánh ba bốn lần rồi mới được đây. Ba bốn lần rồi mới được cái artifact đây. Mấy lần trước thì một lớp là do mình yếu máu mình đánh không kịp, lớp là do nó đông, khi server nó đông rồi lên server nó lắc nữa, đủ cái kiểu anh em à. Mỗi lần anh em gọi đen vâu ra nó lắc lắm. Anh biết mà, anh biết mà, reset nó mắc sao. Reset là nó mắc cái artifact sao, đâu có được đúng không? Ok, đã tập nha. Đã tập nha anh em. Không biết là có ra cho mình tập thiên thần không nữa chứ. Nó ra mình lại về lại tập người thì thôi luôn. Tập gì đây? Tập thỏ hay gì vậy ta? Ủa tập gì vậy? Tập người hả? What? What? Đen thế. Tộc người. Holy shit. Oh shit. Không thể nào tin được luôn. Trời ạ. À. Quá nhỏ anh em à. Thôi cũng cảm ơn anh em đã bỏ một chút thời gian ra xem clip mình nha. Cực kỳ đen luôn, đổi qua đổi lại nó lại về tục người nữa. Uổng công mình đánh đen vâu anh em à. Ủa shit trời ơi. Thôi cảm ơn anh em nha. Bye bye anh em, hẹn em ở những clip sau. Bye bye. Hôm nay mình nói sơ về một chút việc nha anh em. Thì anh em bảo mình lọc fan này kia để kết bạn anh em này kia rồi thì mình cũng muốn lập fan nhưng mà mình chưa biết là cách lập nó như thế nào. Anh em kêu ai offline khoảng 30 ngày hay là 15 ngày đó thì mình sẽ lập đặng kết bạn, nhưng mà mình chưa biết cách thì anh em chỉ nhé. Tại vì mình nhấp vào mình chỉ để nó thấy dòng offline hoặc là online thôi chứ mình không biết để chỗ nào là nó kiểu nó để là offline bao nhiêu ngày hay là như thế nào. Thì anh em có gì anh em vào chỉ mình nhé. Với một số bạn mà kiểu không biết làm gì trong game mà kiểu bị admin khóa nick hay là như thế nào thì mình cũng sẽ lọc anh em nhé, để mình kết bạn những ai mà chơi nhiều này hay là on Discord mình nhiều mà tương tác nhiều thì mình sẽ kết bạn mấy bạn đó nha. Thì tầm khoảng chắc khoảng 15 ngày hoặc là nửa tháng hoặc 15 ngày hoặc là một tháng gì đó thì mình sẽ lọc một lần. Thì hiện tại thì anh em thấy đây 47.000 người kết bạn mình hay là follow gì mình ấy mình không biết nữa. Nói chung là mình full bạn rồi, full 200 người rồi.
follow này kia đâu. Nhiều khi người quen mình không dám, kiểu mình không có follow kiểu như người quen mà mình còn chưa dám kết bạn nữa, chứ nói chi mà kết bạn mấy bạn được. Mấy bạn cũng thông cảm giúp mình với kiểu gì ta, mấy bạn kêu hủy hủy kết bạn người khác để kết bạn mấy bạn cũng không có được nha, mấy bạn thông cảm giúp mình nha. Thì nó cũng có nhiêu đó thôi, thì cũng cảm ơn em.